xin chào tất cả những biểu thì uh, trên màn hình chính của ứng dụng đầu bi ngày 26 tháng 9 lúc 10 10 giờ 26 phút chiều tức là 10 giờ 26 uh, giờ, giờ giờ đêm đó mọi người ngày 26 tháng 9 tức là ngày 27 tháng 9 giờ Việt Nam chúng ta thì Bigotin là tiếp tục có bản cập nhật một cái thông báo trên cái ứng dụng đầu bi của họ thì video này Thanh sẽ phân tích cho mọi người cái thông báo của Beecutim vào ngày 29, 26 tháng 9 năm 2024 và thông báo này chủ đề đó là đấu tố kinh doanh với Quốc vào ngày 26 tháng 9 năm 2024 BQ Team đã phát hành một thông báo mới với mục tiêu thu hút các doanh nghiệp và dịch vụ trong lĩnh vực tiền điện tử cũng như các ngành kinh doanh khác tham gia làm đấu tố với Quốc trước thềm ra mắt mận chính thức Alpha đã được xem là một bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển của Bên Quốc khi mà nền tảng này ngày còn hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái web 3 mạnh mẽ và toàn diện. Thông báo này không chỉ là lời mời gọi đối tác mà còn khẳng định tầm nhìn của Bi về một việc mở rộng mạng lưới người dùng và ứng dụng thực tế của đồng Bi là Bi một lời kêu gọi hợp tác với các doanh nghiệp. Thông báo của Bico Team đã nhấn mạnh rằng Bico Quốc đang tìm kiếm các đối tác trong lĩnh vực dịch vụ tiền điện tử và kinh doanh nói chung để chuẩn bị cho giai đoạn ra mắt mở chính thức. Đây là cơ hội đặc biệt dành cho các doanh nghiệp muốn kết nối với hơn 60 triệu người dùng đã đăng ký và đang tham gia vào hệ sinh thái Bico. Với con số khổng lồ này, Bình nước Quốc không chỉ dừng lại ở một dự án tiền tử mà còn đơn dần trở thành một động đồng toàn cầu có tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Thông báo này còn thể hiện tham vọng của Bi trong việc mở rộng tầm ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác nhau, bao gồm dịch vụ tài chính, thương mại điện tử, chuỗi cung ứng và thậm chí có ngành nghề truyền thống như bán lẻ hay du lịch. Điều này cho thấy Pay không chỉ đơn thuần là một đồng tiền điện tử mà còn là một nền tảng kết nối và có dịch vụ và giải pháp tài chính mới thông qua công nghệ blockchain. Hai, cơ hội đặc biệt cho các doanh nghiệp. Đối với uh, các doanh nghiệp, việc trở thành đối tác của bên quốc không chỉ là cơ hội để tiếp cận một thị trường tiềm năng lớn mà còn giúp họ đi đầu trong việc áp dụng có công nghệ web 3 và blockchain vào hoạt động kinh doanh. Việc hợp tác với Bi giúp các doanh nghiệp có thể khai thác sức mạnh của cộng đồng Bi để mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng, tăng cường nhận diện thương hiệu và tạo ra những giá trị mới cho khách hàng thông qua việc chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. Cụ thể, với hơn 60 triệu người dùng Hiện nay, bên nước Quốc đang tạo ra một cộng đồng người dùng tiềm năng với nhu cầu về có các sản phẩm và dịch vụ thực tế. Các doanh nghiệp có thể tận dụng điều này để xây dựng các chiến lược kinh doanh phù hợp từ việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ sử dụng Bitcoin đến việc triển khai có các dịch vụ số liên quan đến blockchain. 3. Phát triển hệ sinh thái Web3 và nước Quốc. Bicotim cũng đề cập đến việc hệ sinh thái web 3 của bi đang phát triển nhanh chóng và mở rộng điều này phù hợp với xu hướng toàn cầu về việc chuyển đổi từ web 2 sang web 3 nơi mà quyền kiểm soát thông tin và dữ liệu của người dùng được đưa về tay người dùng thông qua các công nghệ tập trung với mục tiêu này bên Network quốc không chỉ muốn xây dựng một cộng đồng người dùng tiền điện tử mà còn muốn trở thành một nền tảng phi tập trung hỗ trợ phát triển các ứng dụng và dịch vụ dựa trên blockchain việc hợp tác với các doanh nghiệp sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển này. Các doanh nghiệp sẽ không chỉ mang đến những dịch vụ và sản phẩm mới mà còn giúp tạo ra những ứng dụng thực tế cho việc sử dụng bitcoin, từ đó tăng cường tính ứng dụng và giá trị của đồng bi trong thực tế. tầm nhìn và chiến lược dài hạn, meta quốc từ lâu đã được xem là một dự án có tầm nhìn dài hạn với việc tập trung vào việc xây dựng một cộng đồng người dùng mạnh mẽ trước khi phát triển các ứng dụng thực tế cho đồng bi. Thông báo này thể hiện rõ ràng hơn tầm nhìn của bi về việc tích hợp công nghệ blockchain và hoạt động kinh doanh hàng ngày, tạo ra một hệ sinh thái mà ở đó cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng đều có thể hưởng lợi từ công nghệ mới. Việc bi có tim kêu gọi các doanh nghiệp tham gia đấu tác không chỉ là bước đi chiến lược để mở rộng mạng lưới mà còn là một cách để bi chứng minh khả năng của mình trong việc cung cấp giá trị thực sự cho người dùng và doanh nghiệp. Điều này giúp củng cố niềm tin của cộng đồng vào tương lai bên đặc biệt khi giai đoạn ra mắt mạng chính thức đang đánh gần. Cái luận thông báo Bico ngày 26 tháng 9 năm 2024 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của B là cái gọi hợp tác với các doanh nghiệp không chỉ cho Thái tham vọng lớn của Bay trong việc mở rộng hệ sinh thái mà còn mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp muốn tiên phong trong lĩnh vực Web 3 và blockchain với hơn 60 triệu người dùng và một nền tảng phi tập trung đang phát triển mạnh mẽ. byung Quốc đang từng bước chứng tỏ rằng họ không chỉ là một dự án tiền điện tử thông thường mà còn là một nền tảng công nghệ với khả năng thay đổi cách chúng ta kinh doanh và tương tác trong tương lai. Đây là một bài phân tích rất là thú vị về cái thông báo mới nhất của Bico Team. Thì thông báo này Bico Team đề cập một số vấn đề là uh, chúng ta quan hệ hợp tác giữa uh, Bico Team và doanh nghiệp này hướng đến phần Mainnet. Đây là quan hệ hợp tác trước Alpha -minate. Và trong thông báo này Bico Team đề cập đến một số vấn đề thứ nhất là lời kêu gọi hợp tác với các doanh nghiệp và thứ hai là cơ hội đặc biệt cho các doanh nghiệp thì việc hợp tác với bi giúp các doanh nghiệp có thể khai thác sức mạnh của cộng đồng bi để mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng tăng cường nhận diện thương hiệu và tạo ra những giá trị mới cho khách hàng thông qua việc chấp nhận thanh toán bằng bitcoin thứ ba là phát triển hệ sinh thái web 3 và bên nước quốc thì bên nước quốc đã giới thiệu một cái hệ sinh thái web 3 rất là tuyệt vời và họ đang phát triển rất là nhanh cái web 3 và việc mà doanh nghiệp hợp tác sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của web 3 có doanh nghiệp sẽ không chỉ mang đến những dịch vụ mà sản phẩm mới mà còn giúp tạo ra những ứng dụng thực tế cho việc sử dụng Bitcoin từ đó tăng cường tính ứng dụng và giá trị của đồng bi trong thực tế tầm nhìn và chiến lược dài hạn thì Thông báo này thể hiện rõ ràng hơn tầm nhìn của Bay về việc tích hợp công nghệ blockchain này vào các hoạt động kinh doanh hàng ngày, tạo ra một hệ sinh thái mà ở đó doanh nghiệp vẫn lẫn người dùng đều có thể hướng tới lưỡng lợi từ công nghệ mới. Đó là thành tóm lại những cái nội dung chính của thông báo của Bay Team trên ứng dụng khai thác Bay. Chúc mọi người có một buổi sáng ngày 27 tháng 9 nhiều niềm vui, may mắn và thành công trong công việc hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo và nếu mọi người thấy thông báo này hay uh, chúng ta hãy cho thanh một lượt đăng ký kênh chúng ta nhấp vào nút đăng ký kênh, nhấp vào nút chuông để chúng ta được cập nhật những video mới nhất của thanh và nếu bạn dùng phiên bản tiếng anh của youtube thì nhấn vào nút subscribe và nút like để uh, gọi là cảm ơn thanh nếu mọi người thấy video của thanh hay một lần nữa rất cảm ơn tất cả mọi người rất mong mọi người hãy đóng góp bằng những lượt comment ở phần mô tả video ở phần video dưới của video này trong YouTube xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo bye